Cô đây đâu sẵn. Từ từ nghe mày. Cắt tóc à? Vâng. Ngồi. Đây để anh bảo em này. Đấy. Tóc tai dài như này là em bây giờ đi học đi làm khó đấy. Thì bây giờ em phải gọn gàng vào nhé. Được rồi thì anh không hỗ trợ chứ. Ô anh Thiên đâu đấy? Anh Thiên đang bận em ạ. Ok. Nào. Ok. Em ra thấy ổn không? Ây sợi. Được không? Được đấy. Ây sợi ok quá đúng không? Đấy. Em phải để tóc như này, nó gọn gàng như này mình làm việc mọi người mới yêu quý em hiểu không? Đấy mình đi làm đi học mọi thứ nó mới ok. Đấy được rồi, của em xong rồi nhá. Được rồi. Đấy, em về đi nhá. Rồi ok đấy. Của em bên nhiều. Thôi anh miễn phí. Học sinh sinh viên. Đấy, nhìn như này đẹp trai hẳn bao nhiêu. Thôi về đi anh. Rồi. Em đi. Rồi. Ê, thằng kia là chờ gì đấy? Đâu? Thằng kia là à người anh em nối cho mình một tóc vào đấy phát nhìn cho nó ý tí. Nó nối lại nhìn cho nó chơi.